cán bộ thế nào mà làm việc che chắn tít trong cửa sổ này, ô dù vẫn có, chả hiểu kiểu gì. Thật làm việc cứ ô dù vậy chết. Bây giờ anh em giám sát anh làm việc thì nhá. Ô tô chắn rất tốt. Thực ra các cái này nó phản ánh thì nó cũng có vẻ là ok đấy nhở. Tám A 00466. Làm việc suốt ngày đằng sau cánh cửa ô tô này chả hiểu kiểu gì luôn. Công khai minh bạch cho người dân nữa. Đỡ nhìn lực lượng chức năng mù cái con mắt khác dễ hơn. Ở cầu vượt Honda anh ạ, hướng đi Hà Nội. Làm việc sau cánh cửa này liệu được cái phản ánh không các bác? Để em cho cái phản ánh luôn dễ làm việc. Giờ này công ty giấy của em đang thừa nhiều giấy. Đấy, dừng một loạt xe ô tô cuối cùng ra có người giám sát ra cái này nhả hết đi rồi. Vâng vâng, anh kệ em. Em quay thứ. Nay không đi làm à? Vâng, hôm nay em nghỉ. À có xe ô tô này á, ô tô biển trắng này á. Đây là chỗ cổng công ty rồi. Xem hai xe tải này lỗi gì. Không biết hai xe tải lỗi gì mà vì lỗi gì à? Vì lỗi gì à? Đè vạch à? Bị đè vạch à? À rồi, chú cứ làm việc bên chỗ đi. Đây là trường hợp bị đè vạch, xem có biên bản nào xảy ra không? Được cập cái biên bản nào không? Đè vạch thì em không biết được bao tiền. Chắc là đè vạch phải lập biên bản chứ chứ nhỉ? Xong chưa chú? Chú xong chưa? Chú mới xong chưa? Xong rồi à? Trường hợp để vạch mà không có một biên bản nào xảy ra được được đi luôn.
không biết kiểu gì. Đấy. Vừa đây vay đằng kia. Đấy. Đi luôn nắng luôn này. Đã hiểu các cán bộ làm việc kiểu gì à? Nhanh thế. Logo hình như là em không mang logo đâu ấy ạ. Logo em hình như em vứt nhà ấy ạ. Để em kiểm tra xe không có logo. Hôm nay em đi xe của vợ đây là không mang logo. Không có đâu anh ạ. Để xem các trường hợp mà cán bộ dừng xe này mà cũng biết có lỗi gì mà phải dừng xe này. Anh làm việc lâu chưa anh? Vâng. Mới làm em. Anh ở bên tỉnh à? Dạ. À không, trong trường hợp em mà đã đi vào thì em không cắt mấy đâu. À đây à, đang gọi à, ai gọi à? Minh Phủ à? Trong trường hợp em đang đi vào thì không ai gọi được mấy đâu, tại vì nó mình gọi nó sẽ bị gián đoạn rất nhiều các vấn đề, nên là mình không mấy được. Alo Nhân Quyên nhá. Tiện đi vừa lên trên viện với vợ nên là tiện thấy các đồng chí làm việc đấy thì mình đặt qua giám sát một lực lượng chức năng làm việc một tí. Ở đây mình hay bắt các cái lỗi gì anh nhỉ? Mình ở đây mình bắt các cái lỗi gì nhiều nhất nhỉ? Ở đây mình bắt các cái lỗi gì ở đây? Lỗi gì hôm nào em trở ra đây em biết rồi. Thì phạm hành vi phạm xử lý nhé. Không, thực ra mình thế em vẫn là hỏi để tuyên truyền mọi người tránh các trường hợp là đi không tuân thủ. Rồi. À đây là cán bộ bảo đứng trực ra luôn. Ok. Nên cái đứng ngoài dây là ok rồi.
Đây, trong giờ làm vẫn sử dụng điện thoại. À ơi anh Tiến này, hỏi cán bộ thì trả lời thì mình biết đường thì mình ấy tuyên truyền cho anh em nó nhanh gọn, nhưng mà cán bộ chả trả lời thì thôi, mình lại phải đứng để xem trực tiếp lỗi vi phạm nó như thế nào. Như trường hợp lúc nãy là bảo đe vạch nhưng mà thấy không thấy cái biên bản nào cầm ra, chắc là có cái gì đó sai sai. À đây. Trạm 8A00466. Ô rủ che chắn ô tô che trước lối đi vào. Làm việc sâu bên trong. Làm việc sau cánh cửa nhé. Đây, che chắn bìa cắt tông này. Sao mạng bị yếu là thế nào nhỉ? Làm việc thì ok, không có cái gì gọi là chim lợn hay chim cò gì ở đây cả. À vừa có người gọi, vừa có người gọi. Hỏi cán bộ chả trả lời, phải vút cho cái A4 thì cán bộ xem cán bộ trả lời, chắc là cán bộ phải dùng A4 để trả lời nó dễ hơn. Đó. Sau một hồi vừa bắt hàng loạt 4-5 con xe, cuối cùng bây giờ lại đứng chơi hết một chỗ này. Trời ơi, những cái sử dụng điện thoại ấy. Ra em làm thân lúc tôi, bởi vì là mình vào mình chăm vợ ở viện nên là không có thời gian nhiều. Thôi xin phép các cụ nha, em tắt này đây. Các cán bộ đứng thôi, các cụ cho cán bộ làm việc một tí để em cũng ra chăm viện, ra viện chăm vợ. Sau có thời gian nhiều hơn sẽ hỏi thăm không biết đồng chí nào vừa quên không nhìn tên. Đấy, đồng chí đang xem liver. Đấy, đồng chí đang xem trực tiếp rồi đấy. Sau có thời gian thì em sẽ giám sát nó cán bộ nhiều hơn một tí. Đấy, cán bộ về lại thong thả đi chơi, ông trong sử dụng điện thoại. Đấy, lại đi hết vào rồi. Đáng không?